Tao biết mà, lạ gì các cái chương trình không này. hiểu nhà đã làm bận chỗ đã không làm được thứ Chị dựa vào nó cứ bắt giữ ở đại lửa chạy. Vào đấy bác nhớ nó sắp sẵn đấy. Sắp, chưa sắp cái gì cả. Thế nó tưởng mình mang bát vào chứ. Không, nó có sắp điên. Đi xa thế làm sao mà. Thế à mà mang một bát. Không phải, nếu mà nó nhiều ấy. Nhiều. Mình mới ai được đi không? À, nộp cơm. Xong là ăn chờ nó ăn xong không vào đến 8, 9 giờ, 10 giờ mình mới bắt chết. May còn bắt cóc được Trực Dương. Bạn bảo Chiến nó sách đi cho bố điều con hai bố con sách đi thì nó nhanh được không có một mình nhá. Lồng ca lồng cổng chết. Đường đấy nó sóc. Đường đấy nó sóc. Con về nhá.